Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh đầu tư xã hội ngưng trệ do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, Đà Nẵng đã ưu tiên dành nguồn lực rất lớn cho đầu tư công. Nhiều dự án trọng điểm động lực được triển khai để nhanh tiến độ và hoàn thành đưa vào sử dụng, được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế thành phố trước mắt cũng như trong dài hạn. Tháng 12 năm 2022, dự án bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung, chính thức được khởi công xây dựng trong niềm phấn khởi và kỳ vọng rất lớn của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng. Được quy hoạch tiềm năng cảng biển đặc biệt với hàng ngàn tỷ đồng rót vào dự án. Việc xây dựng bến cảng Liên Chiểu góp phần thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, đồng thời xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, là trung tâm logistics, là thành phố cảng biển theo nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Từ sau khi khởi công, dự án đã được đẩy nhanh tiến độ với việc tăng cường ứng dụng công nghệ, các giải pháp kỹ thuật hiện đại, cải tiến phương thức thi công và hiện giá trị sản lượng đã đạt 250 tỷ đồng. Ngay từ đầu ngày khởi công đến nay, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 3K liên tục. Tuyến đường chính để ra cảng thì đã cơ bản hoàn thành. Và hiện nay thì đang tập trung cho thi công đê biển. Đê biển thì hiện nay chúng tôi đã nạo vét và thì móng đê khoảng được 230 mét, và thi công đang tập trung thi công cái móng đê cũng như là đúc cái khối phủ phá sóng khoảng được 1.400 khối trên tổng cộng là khoảng 9.600 khối, và hiện nay thì hoàn thành toàn bộ cái bến tạm cũng như là đê bao chứa vật chất nạo vét. Chúng tôi đang chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ để thi công, phấn đấu trong quý 3 này là phấn đấu để hoàn thành toàn bộ cái khối lượng công trình cho cái dự kiến sản lượng của năm 2023. Cơ sở hạ tầng dùng chung là một điểm thuận lợi cho cả về là kinh tế vận tải cũng như là dịch vụ du lịch, và đồng thời cũng nhân dân chúng tôi cũng rất phấn khởi đã được là ổn định và là sẽ có quy hoạch lại để cho nó khang trang đẹp đẽ hơn và tiến tới là khu đô thị cảng. Cùng với dự án cảng Liên Chiểu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều dự án trọng điểm, động lực trên tất cả các lĩnh vực nhằm tạo vốn mồi, kích thích tăng trưởng kinh tế thành phố sau tác động của đại dịch COVID-19. Đến nay, thành phố đã phân bổ được 24.000 tỷ đồng, đạt 52,3% tổng nguồn kế hoạch trung hạn 2021-2025. Với nhiều giải pháp quyết liệt, nhất là tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, việc giải ngân vốn được đẩy nhanh và giải ngân năm 2021 đạt 103,4% và năm 2022 đạt 115% kế hoạch trung ương giao. Nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo cú hích lớn như nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, đường và cầu qua sông Cổ Cò, hay mới đây là dự án nhà máy nước Hòa Liên, rồi tuyến đường ven sông Tuyên Sơn, Túy Loan. Thì đối với người dân thì rất là phấn khởi và vui vẻ khi có tuyến đường này. Thì coi như là tổ nên cái điều kiện coi như là vô lưu, coi như là đi lại của người dân rất là thuận tiện hơn nhiều so với là những năm trước. Giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng đầu tư 54 dự án quan trọng phát triển kinh tế xã hội, nhưng đến nay vẫn còn nhiều dự án bị chậm tiến độ. Với quyết tâm tập trung cao độ để tháo gỡ, năm 2023 này, thành phố đặt mục tiêu khởi công 25 dự án, hoàn thành 38 dự án và hoàn thành 50% trong tổng số hơn 200 dự án đã kéo dài nhiều năm qua. Tôi đánh giá rất cao khi chúng ta xác định rất rõ những công trình khởi công mới này, những công trình phải hoàn thành. Để cái này, nếu 38 cái công trình này năm nay mà đưa vào khai thác sử dụng được, thì cái bộ mặt về hạ tầng của chúng ta là thay đổi một cách rất căn bản. Bức tranh kinh tế thế giới và trong nước sau COVID-19 vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, những khởi sắc trong đầu tư công mà Đà Nẵng đạt được nửa nhiệm kỳ qua được kỳ vọng tạo cú hích để kinh tế thành phố tiếp tục có bước phát triển.